Các bác thân mến, hôm nay thì đi nó mệt quá. Hai anh em là phải dừng bước tại đây rồi. Không đi nổi nữa. Cái nhà tiết trình như kia mà hai anh em là hôm nay là đuối rồi. Mệt lắm. Căng quá anh. Trời ơi, nắng. Hôm nay là cho anh Trường với lại mấy anh em đi thôi. Còn là hai anh em thì ngồi đây đợi. Nóng quá, không chịu được. Tạm dừng cuộc chơi tại đây. Hôm nay mệt quá. Bởi vì trời nắng quá, với lại hai anh em thì cũng nặng cân đó. Đi lên đồi hơi vất một tí, không nhạy gọn như mấy anh em bên kia được. Bây giờ thì cùng với Châu đi sang bên đấy để xem mấy anh em đang làm gì nhé. Để đến chỗ hai ông bà thì là mấy anh em đang chống ngủ. Sắp xong chưa anh? Anh chưa, anh chào với Lóc, hôm nay là lần đầu tiên đi trồng ngô đấy. Ở đấy đúng rồi. Thanh niên tình nguyện đấy. Thanh niên là nguyện làm tình hết mình. Ở đâu cái gì đấy, thanh niên làm tình nguyện hết mình. Cuốc mạnh vào. Hay cái cuốc nó bé quá. Ở đây đây, tức là ở dưới này gần nhau quá anh ạ, cách xa một tí để mai ông bà vun này. Còn đấy được đất. Nghe cũng vất vả quá nhỉ. Anh kính chắc xong chưa? Ông đâu rồi? Ông ngồi đây, ông ngồi xem đây. Ông ngồi xem à? Chắc kiểu chưa thấy bao giờ. Tự nhiên có mấy thanh niên chồng ngộ giúp. Lạc từ đâu về không biết nữa. Bà như này được không? Nhảy to to bò. Nhảy mấy to hả? Lâu mới bốc uống rồi. Đấy, bà bảo khen anh biết làm đấy. Cào mạnh vào. Ủa hồn nị. Đây bên này nữa này. Ồ, trời ơi. Chỗ phát kia nữa hả? Toàn đi hết rồi. Cho con đi tao hả? Bảo bà là tao là phó. Cho đi tao là bê mù. Bê mù chê à. Cái ít kho chú đi. Có cây một bước này. Thế tao là không đi nhanh là tí nữa là thịt hỏng hết. Bảo ơi. Con đi ý là ta xuống mà lỗ hộp bò. Giờ thì mấy anh em tự đi thôi. Bye bye. Em lấy đợi nhá. Mua bò. Đừng anh đừng có lấy của bà nhá. Chung là cái quá hành trình mà anh em đi làm những cái video khám phá thì thật sự rất là vất vả các bác ạ. Chả có điều gì gọi là sung sướng cả. Mọi hôm này đi về mới ăn lương khô, nhưng mà hôm nay thì hai anh em ở lại đây và ăn lương khô giữa đường luôn. Sáng có em còn sáng. Mà mua bò hò. Ừ, bé lì với chảnh hả? Ừ, mệt quá bọn con ở đây thôi. Ừ, đi rồi mà mua hò. Kể ra mình còn thua cả bà. Thua, anh em mình hôm nay yếu vía quá. Khỏe, ông còn lên ông là sách thịt hộ nữa cơ mà. Bà đi sau đây, còn mấy anh em lên tiếp tận trên kia rồi. Thế là ông bà là từ trên kia xuống đây làm nương. Rồi là buổi tối là lại leo lên tiếp. Ui dồi ôi. Quanh năm suốt tháng. Mát rồi anh. Ngủ đi còn gì nữa.
các bác thấy không? Sau khi mà hai anh em ngồi trực thì cuối cùng đã đi về. Nha. Hay nắng này mọi người ạ. Hôm nay thì trời nắng quá. Anh em đi đi tác nghiệp thì nó hơi hơi mệt một chút thôi. Đi hành xác. Đi tác nghiệp. Nhưng mà anh thì chắc khả năng là cũng không gậy không béo được rồi. Mình đạt được cái mục tiêu. Vẫn vui. Anh phải cần béo, béo như bọn mày có lên được núi đâu. Béo nặng nề quá hả? Ừ, béo nặng bụng. Không phải đâu đấy, do chắc hôm nay cho nắng quá bọn em đi không được thôi. À, chứ đấy. Béo mụ mím đáng yêu. Béo mụ mím à? Mụ mím đáng yêu. Béo mụ mím đáng yêu. Mụ mím mà. Mụ mím. Béo múm mím. Thời tiết đẹp quá. Nào, béo múm mím nói cho nào. Béo múm mím. Múm mím. Múm mím. Béo múm mím. Béo múm mím. Béo múm mím. Sai rồi. Múm mím. Múm mím. Múm. Múm. Mím. Mím. Đấy, nói lại nào. Béo múm mím. Các ông mà không nói thì đâu ngã thì đừng dùng từ đâu ngã. Béo múm. Múm. Mím. Mùm mùm mím. Giấu mùm mím. Không nắng đâu, bình thường. Thời tiết này bình thường. Không, nhưng mà hôm nay mệt, mệt anh ạ. Mệt thật sự luôn. Hôm qua tại vì quá chén. Hôm qua lúc 8 giờ anh em phải lại phát đến 9 rưỡi. Anh Tuấn á? Hôm nay có mấy bát rượu hay phát đến 9 rưỡi thì 8 giờ đã phải nghỉ rồi. Hôm còn làm bát nữa đấy chắc. Chắc là giờ nằm ở trên nhà nghỉ luôn đấy. Chùa luôn. Nhưng mà rượu uống ngon thật. Ngon thì uống say. Ừ. Thế mà anh Tuấn bảo là rượu không say thế nào? Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Có ai ghen chồng bao giờ đâu. Múm mím. Múm mím. Múm mím. Ô, may quá hôm nay có anh Kính đi cùng không à. Có mình đi cùng nữa không là hai anh em là cũng tuồn mới lành ô. Đi thì vẫn đi được, nhưng hơi chậm thôi. Ôi, ăn xong cái lương khô cái là cảm giác trong người nó có khí thế hơn hẳn. Thế là đi ngủ luôn. Có khi đi nữa thì trường chắc chờ mày lâu lắm. Chuyển về chưa? Hả? Tức là cái đội này là xác định là đi leo núi nhưng lại không ăn sáng. Rồi sáng em có ăn sáng đâu. Không nuốt được ấy chứ. Không phải cái gì đâu mà do cái mồm miệng anh nó không tự bảo là cố nhét vào nhưng mà nó không trôi được. Thế là do bản thân mình là không lo cho mình. Lo cho nhưng mà không ăn được. Bây giờ em ngất ở đây thôi, anh mong em về kiểu gì đúng không? Thì lại cóng về thôi chứ làm sao? Không, anh chả cóng. Cóng đi. Để một con ngựa đau phải cả tàu ngồi cười luôn. Thế lúc đấy là phải xem anh Tuấn như nào đó. Anh cũng ngồi cười. Đừng làm thế. Con ngựa đau ở cả tàu ngồi cười. Lúc đấy là mấy anh em là phải hộ nhau mỗi người một chân một tay chứ. Đúng không? Thì... Quay cả hai chưa? Ok. Ngày hôm nay thì mình rất là vui khi mà tới vùng đất Mèo Vạc, có quen được rất nhiều anh em trên này, là em Minh, kênh YouTube Minh là gì ấy nhỉ? Vlog trên bản này. Vlog trên bản này. Anh Kính này, kênh YouTube Hoàng Vùng Cao này. Em Hùng, kênh YouTube Hùng Mèo Vạc. Và anh em Tuân, kênh YouTube Đá Tai Mèo. Ở đây chúng tôi có hẳn 4 kênh YouTube. Cả mình nữa là 5 rồi. Mà nói gì thì nói chứ cái công việc YouTube ấy, nó cũng mang lại được nhiều cái sự kết nối, gắn kết ấy. Mình áo ở dưới xuôi lên đây thôi nhưng mà gặp gỡ và quen được những anh em rất là chân thành, rất là... chuyện này nó cũng là một điều rất tuyệt vời. Chứ còn mình tính hướng nội thì rất là khó kết bạn, lên Mèo Vạc hẳn một năm mà chả ai kết bạn. Mãi sau mới thấy có người nhắn tin và anh ơi cho em đi cùng với.
Bên nào? Làm gì? Lấy lên bên nào? À, đây đây bên này. Có một ông ngủ ở đây á. À, Hùng ngủ ở đây á. Em này thì đã đừng ngủ đâu. Nằm nghỉ ngơi một tí thôi mà. Giờ ngủ đây 30 phút còn gì. Úi trời, trùng gối quá. Bây giờ mà có một thùng bia nhỉ. Em không muốn đâu. Sao? Em từ chối luôn. Sao? Từ chối thẳng thừng luôn. Why? Tại sao? Tại vì nếu mà có thì vẫn thử một hai lon nữa. Có một thùng bia khoảng mấy trăm lít thì mấy anh em nhảy ôm ở đây. Xong vừa tắm vừa uống. Sướng. Sướng. Cảm giác sướng. Ngâm mình trong bia. Đấy là sự tưởng tượng thôi. Giờ anh em ta là trên núi. Giống như cô bé Lọ Lem ấy em. Lúc mà trong cái hoàn cảnh khổ nhất đây. Thì bật que diêm một phát thì thấy món ăn. Bật que diêm phát thấy gia đình nhá. Ờ. Đó, trong những lúc mà đói khổ nhất thì chúng ta sẽ nghĩ đến những cái ngon nhất đấy. Bây giờ em nghĩ đến món gì? Em á? Ừ. Món gì á? Ừ. Em á? Ừ. Em giờ em chỉ có canh nhạt thôi. Canh nhạt á? Mình nghĩ đến món gì? Ờ. Ừ. Rau bị xào tỏi á? Ừ, mặn thế. Coi ừ, mặn thế. Anh Kính nghĩ đến món gì? À, anh ăn bát mèn mén của ông cụ xong anh quên hết rồi. À, thảo nào mấy anh em ăn mèn mén trên núi đó. Cái đá tai mèo nghĩ đến món gì? Đá tai mèo nghĩ đến món gì? Có bia đó. Bia. Mình thì có một món rất là lạ, đó là nước canh rau muống ấy. Vắt tí chanh vào xong rồi cho đá vào ấy. Thế húp. Thì quay ra ăn tổ chúa đi. Húp thì phê thôi rồi. Nước canh rau muống nhưng phải bỏ đá cơ, ăn nó mới lạ, mới phê. Còn món thứ hai chắc chắn là bia thật mát. Hôm nay anh em ta sẽ từ chối hết tất cả bia, rượu bia. Đấy. Cẩn thận nhá. Bật chống chân trượt lên nhá. Anh đi leo núi là em thấy nguy hiểm nhất đấy. Đấy. Mọi người giữ khoảng cách an toàn đi, đừng đi gần nhau quá. Ừ, tí húc vào đít nhau à. Không phanh lại được. Đền bao tiền, nói luôn đi. Cái lỗi không giữ khoảng cách an toàn, bao nhiêu tiền? Em chưa học luật nên chưa biết đâu. Vậy thời tiết hôm nay là hầu như là không được ủng hộ lắm hay sao ấy. Nắng ơi là nắng. Mà hôm nay anh chùm cái này vào nhìn như sáo đen lên trên rừng để đi thu nợ hả? Đi thu nợ ấy. Chả biết đến nhà ông bà, ông bà có nộp phí không? Hay là mình phải mất phí? Anh có giống xã hội đen không? Anh xã hội thâm. Cái này người ta gọi là tay không bắt giặc đấy. Ô, anh Tuân chảy màu cam à? Bọ thu vào mắt. Bọ á? Bọ xít hay bọ gì ấy? Rồi, bây giờ mình xuống đến nơi. Sắp đến rồi, đi khoảng 30 phút nữa. Cái cục wifi như là hết 3G hay sao ấy? Không, chắc không có sóng. Ở trên này nó cũng gần xã mà không có sóng, chịu rồi. Ôi dồi, không có gì thay đổi là hết tháng này là có ngô luộc ăn rồi. Có. Ở nhà có à? Thế bảo mẹ luộc luôn đi xong để nước canh lại nhá. Ơ thật, nước canh ngô ăn uống ngon lắm. Bây giờ chỉ nghĩ đến con gà của mẹ mình đang nấu ở nhà thôi. Hôm nay gà từ chối, không ăn gà nữa. Ăn mới hôm nay toàn ăn gà. Gà ngon mà. Em à, hôm nay em xin ăn rau xanh thôi. Ăn chay. Không, mình không có khái niệm mùng 1 đâu. Không kiêng đâu mà. Chẳng qua không nuốt được ấy chứ. Ui, nó nóng đến mức mọi người sờ vào cái đá này bỏng tay. Đó. Anh em cứ thử sờ vào hòn đá xem. Nếu mà mình nữa mà đi nhà hai ông cụ trên núi thì trời nắng này chắc là cũng hơi vất đấy. Bỏng tay. Anh nghĩ là để mùa đông đi. Mùa đông nhỉ? Ừ. Đi mùa đông đầu thu đi. Mang cả chăn chiếu lên. Chứ tầm này đúng là
với cả mấy 3 tháng nữa anh bận làm đường rồi, chắc cũng chả đi được. Mai là... Ui, ôi ôi, từ từ nha. Bận làm đường thì chả đi được. Anh... Không, còn chụp cây ngô đấy, vứt lên này anh. Lăn nó, gãy ngô của người ta. Anh thì cứ để ngoài này, ông nào đi giấm một cái là... Chỉ vì cái sơ sẩy nhỏ thôi mà, ôi, nóng ấy. Là sợ là mất cả mạng người đấy. Cái đá này nóng mà. Thời tiết nóng này mình cũng không thể đi khám phá nổi. Nó mất sức nhiều mà. Nước thì hết. Người lưng bây giờ ướt hết rồi. Mồ hôi nhễ nhại. Sắp đến rồi. Ôi ôi, này quên mất không lấy cái gì che cái xe vào nhỉ. Tí mà xuống dưới đấy mà ngồi lên xe thì đúng là bỏng đít. Lá gì? Ôi ôi, lá ngô á, chẳng ngồi lên chẳng ngứa đít lắm à. Ui. Tóm lại là các ông không được phá cái cây cối gì của dân. Đúng rồi. Đó. Đi dân nhớ ở dân thương. Đi xong về dân cứ chửi ra thì chết. Không được lấy cây kim sợi chỉ của dân. Cây kim à? Đi dân nhớ ở dân thương, đúng tinh thần của bộ đội. Ôi, tầm này mà ở Hà Nội giờ chắc là nắng lắm á. Anh Trường là thường thường là nóng này về nhà thì... Thì làm gì anh? Anh... Ở trong nhà thôi chứ gì? Ở trong nhà, chiều đi bơi. Bơi ở trên nóc nhà thôi à? Ừ. Ô, mấy quá, em còn chưa cắt tóc ấy. Mấy ông đầu trần này, vỡ cả đầu. Đầu trần, chân ướt, chân ráo. Bước vào xã hội. Mày phải được mũ nón vào, đen hết người. Cái giao diện nó bị lỗi ấy. Giao diện. Ông nào dùng iPhone xịn là cẩn thận, là không về đến nhà được iPhone không nhận dạng của hình nữa nhá. Hệ điều hành thì ok rồi, nhưng mà giao diện hơi đen. Tự nhiên lấy đổi mật khẩu thì được, nhưng mà đến lúc về đến nhà đổi quẹt lên lại không thấy nhận thì thôi, hết bài luôn á. Mỏi chân quá, không có một cái chỗ nào nó râm mát để mình nghỉ tí nhỉ. Chắc là hết chỗ anh ạ. Đâu tận dưới kia. Các bạn thấy là trời nắng thì lá ngô nó còn héo đi. Con người làm sao mà chịu nổi. Ôi dồi ôi. Lúc lên cũng biển mà lúc xuống cũng nóng. Này em có để chai nước mà, nhưng mà anh Tuân uống hết rồi. Biết thế này em giấu đi. Anh Tuân ngồi gần em là cứ thế mà cầm chai nước đi uống thôi. Ôi dồi ôi. Đấy, bây giờ nội bộ lục đục rồi. Có chai nước mà. Anh không mất đoàn kết rồi. Chia cho mấy người một ngụm. Được không, lấy nước canh để tủ đá luôn. Không đòi hỏi em vừa. Em không đòi hỏi đâu, mà chính ra nước ngô ấy, mình nấu xong luộc xong mình lấy nước canh đi để ở trong tủ thì uống nó mới mát được. Ừ. Có voi đòi hai bà trưng. Không, anh chỉ có ý kiến nhé, không phải anh đòi đâu. Anh không đòi. Anh chỉ là đấy, em cũng biết mà. Ai cũng muốn uống thôi. Chỉ là thay cái gì nhỉ? Loại thay cái suy nghĩ của mọi người thôi đúng không? Cái mong muốn của mọi người. Tức là em là nói hộ của mọi người luôn này. Ừ. Bây giờ một người nói là nhiều người nói quá thì nên lại thành ra cái nhau. Say nắng. May anh có cái mũ của mình ấy. Ừ. Em có cái áo chống nắng. Anh bỏ cái ô ở trong ba lô nhưng mà không thấy đâu. Anh á? Ừ.
chắc lại ở bao lâu anh Tuấn? Ôi dồi, sờ vào đá chỗ nào cũng nóng. À đây rồi, có chiếu nghỉ à. Ôi, có chỗ nghỉ ngơi rồi, thật là sướng. Nóng không anh em? Anh em đang suy nghĩ điều gì trong đầu giờ này? Một chai nước lọc đấy. Thế là sau là có nhiều một tí nhá. Hôm nay trời rét thế nhỉ? Âm mấy độ. Thời tiết này sao mà chịu nổi. Giờ mà ai mà ship cho mình căn bên lên đây là mình cũng từ chối đấy. Sẵn sàng là từ chối đấy. Giờ thì anh em cũng đã đến được bên đường cái rồi các bác. Nắng quá. Bây giờ gặp một cái vấn đề này, mà không biết là phải giải quyết nào, về cái yên xe nó rất là nóng. Anh thử là ngồi lên là chín trứng ấy. anh thử sờ tay. Nóng quá. Trứng của tôi thôi, bây giờ tôi phải linh động, tôi phải sáng tạo thôi. Không, anh lấy gì? Cây á? Lá cây à? Thảo hết trứng. Đây là cây che trứng. Trứng. Chín trứng luôn đấy. Chín trứng là hỏng luôn đấy. Nóng không anh? Đây. Mình phải chơi cái loại này thôi các bạn ạ, không à. Tí về là ôi trời ơi. Ôi trời mất 70 độ mất. Dán trứng. Dán luôn này, dán luôn. Ôi nhưng mà cây này có nhựa. Thôi kệ đi nhỉ. Tí nữa để một tí nữa nó khác. Đấy, đang đợi anh Kính đi mua nước về uống đó. Mọi người hạ nhiệt đi, tí còn nước về mình tưới nó một tí chứ không thế này hại lắm. Đang đợi ông Kính mua nước về. Cũng phải bảo vệ trứng của mình. Anh em phải bảo vệ trứng. Thôi em thì em hai con, mỗi người có hai quả trứng thôi. Em thì em có cái áo em treo đây rồi. Nên là cần phải bảo vệ. Cái mày có nhiều cái mũ sọc pe đấy nhỉ? Sọc pe. Đây. Đầu to này đội cái gì? Đi đâu? Đi đâu? Quay xe đi á. Đang đợi anh Kính đi mua nước mà. Quay ra ngoài kia thôi. Thôi, quay ra gặp thì uống. Đấy, hôm nay anh Trường, anh trao chỗ tài chợ gà. Biết làm không ấy? Đi vô. Chào xong một chút đấy. Mạnh mẽ lên. Yếu đuối đi. Đổi gà nó đau. Chín. Chín rồi mà. Bầm mạnh rồi anh. Ôi giời ơi, không sợ gà đau đâu. Tay nghề được phết đấy. Trai thủ đô chặt gà trên núi. Gì vẫn chẳng làm được. Ôi ôi. Bán à? Đẹp mà dính hết mắt. Cứ băng là được mà. Chẳng gì đâu. Không phải cỗ. Miếng thành miếng thịt là được. Nó đứt miếng thịt là được. Bao giờ chia con gà được 5 đĩa thì anh đi lấy vợ nhá mình nhá. Buồn lắm ấy, buồn lắm ấy, không đơn giản đâu. Đấy, mời các bạn ăn cơm nha, gà ngon quá này, toàn gà nhà. Mời anh cho ăn cơm nhé, mời anh cho ăn cơm nhé. Thôi, mình rồi này, nãy ở trên núi thì bảo là nhớ thèm nhất món gì là rau muống, có rau muống xào ấy, đẳng cấp. Ấy, nó bị nhầm, cứ bị nhầm suốt.